Đấu La Đại Lục phần 2 tập 262, Hắc Ám Lam Ngân Thảo phần 3, Tuyệt Thế Đường Môn. Thiết Đường hơi khom người xuống, hôn hoàn từ bà lóe sáng, hai đấm đồng thời đánh ra phía trước. Từ hai đấm ấy bắn ra một luồng ánh sáng chừng 2 thước bao phủ chắn trước người của hắn. Đám Lam Ngân Thảo kia vừa va chạm phải cũng là liền bị đánh ngược trở lại, do đó tâm chắn ánh sáng ấy liên tục bắn thẳng về phía Đường Nhã. Đường Nhã hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng điều khiển đám Lam Ngân Thảo vừa bị đánh bật và chuyển hướng sang tâm chắn ánh sáng kia. Chân ngọc cô cũng là bắt đầu sử dụng ra bộ pháp quyển mê tung, nhảy thẳng sang một bên. Lâm đó thì cha mẹ cô do thiên phú có hạn nên tu luyện tuyệt học của Đường Môn không được thành tựu cao cho lắm, mà cô nhờ sự trợ giúp của bối bối mới dần dần tiến bộ. Lúc này quyển mê tung mà cô đang sử dụng, cho dù là cha của cô cũng ngày trước cũng là không thể sánh được. Tâm chăn ánh sáng kia tuy tập trung vào Đường Nhã, nhưng do cô liên tiếp né tránh nên ánh sáng càng lúc càng yếu dần đi, mà bản thân của Đường Nhã cũng là bị tấn công liên tục. Đúng vào lúc này, từ phía sau Thiết Huyết Đường truyền đến một tiếng hét lớn: "Ai dám đến đây gây chuyện với Thiết Huyết Tông?" Một người có điệu mạo giống với Thiết Đường đến 8 phần với hét lớn vừa dẫn hai ông lão có tuổi tác tương đương với hắn nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt của Đường Nhã chợt lóe ra sát khí, cô giơ tay phải lên cao, hôn hoàn thứ ba lóe sáng, nhất thời một luồng ánh sáng màu tím liền bay về phía ba người kia. Luồng sáng màu tím kia vừa bay vừa giãn ra trên không trung, từ từ hóa thành một cái lưới lớn chừng 5 thước. Đây là hồn ký thứ ba của Đường Nhã, xa la xà bóng, cũng chính là hồn ký từ mạn đà la xà ngàn năm mà ngày trước bối bối và Vũ Hạo hợp lực đánh chết. Lam Ngân Thảo của Đường Nhã bất kể là sức mạnh hay là khí thế đều hơn Thiết Đường một nửa. Hắn thế cha và hai vị trưởng lão đến liền là cảm thấy an toàn, nhưng mà lúc này mấy nhánh Lam Ngân Thảo đã là điên cuồng bay về phía của hắn theo 4 phương 8 hướng. Thiết Đường không chút do dự sử dụng ra đến hồn ký thứ tư của mình, từ người hắn bay ra một tầng ánh sáng màu trắng, đôi tay quắn lại làng càng thô cạch hơn trước, cả người xoay tròn trên mặt đất, đôi tay cua mạnh đánh vào các nhánh cây đang không ngừng bay đến. Tuy nhiên thì sau khi va chạm vào Lam Ngân Thảo, Thiết Đường liền là bị thương không nhẹ. Các mũi nhọn của Lam Ngân Thảo sắc bén vô cùng, một quyền quán tuy là có thể ngăn cản được Lam Ngân Thảo, nhưng những mũi nhọn ấy cũng là để lại trên 5 đấm quán không ít lỗ máu. Càng khủng khiếp hơn là hắn cảm nhận được ở miệng vết thương của mình máu huyết không ngừng bay đi, giống như là đầu Lam Ngân Thảo ấy đã là hút đi một chút vậy. Cái này là sức mạnh gì? Lúc này Thiết Đường giống như là uống phải rượu độc, biết rõ nếu là vẫn tiếp tục ngăn cản thì máu trong cơ thể mình sẽ là bị Lam Ngân Thảo hấp thu nhiều hơn, nhưng hắn vẫn là không thể không ra tay. Hắn tổng cộng là đánh ra 7-8 quyền, cuối cùng thì cũng là gần giải quyết được một nhánh Lam Ngân Thảo, nhưng cũng là ngay lúc này nhánh Lam Ngân Thảo ấy cũng là sâu vào tay của hắn, dính chặt. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó thì trong tiếng la hét của hắn, từng nhánh Lam Ngân Thảo bắt đầu bay đến quấn chặt lấy cơ thể của hắn. Từng luồng ánh sáng màu đỏ tím thông qua Lam Ngân Thảo không ngừng truyền về Đường Nhã, khí tức của Đường Nhã cũng là tăng vọt theo, hấp thụ sức mạnh của một gã hồn tông quả nhiên là khác với người thường. Đường Nhã có thể cảm nhận được hồn lực của mình đã là tăng lên rất nhiều. Thiết Đường bị Lam Ngân Thảo bao phủ như thế, vậy mà cho hắn thiết lực đấu rối. Thiết lực quả thật là đang trợn mắt nhìn mọi chuyện diễn ra mà không có cách nào nhúng tay vào. Vì ban nãy Đường Nhã đã phát ra xà là xà bóng chặn đường, nên cả Thiết Lực vẫn là hai trưởng lão bên cạnh đều là bận rộn cố gắng đánh bay chiếc lưới kia. Nhưng sau khi ra tay, bọn hắn mới phát hiện ra chiếc lưới này không bị ảnh hưởng bởi hồn lực, lại là còn cực kỳ là cứng cỏi. Hồn lực bọn hắn phát ra cứ thế chui qua khe hở, mà cái lưới lớn kia lại làm càng bay đến nhanh hơn. Trên từng điểm mốc của chiếc lưới ấy đều là có một cái mũi nhọn vô cùng là sắc bén, khi nó ập xuống lên là mang theo một áp lực vô cùng là to lớn, khiến cho ba người bọn nó không thể lấy cứng đối cứng mà là chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Vì nếu không cố lách mình lẽ tránh sang hai bên cạnh thì với tốc độ bay đến nhanh như vậy chắc chắn là sẽ không tránh kịp. Khi bọn họ tránh được chiếc lưới kia, tiếp tục xông lên một lần nữa, đã thấy Thiết Đường bị Lam Ngân Thảo cuốn chặt cả người. Người giết con của ta! Hai mắt Thiết Lực trợn to, giận dữ gầm lên một tiếng, cả người phình to lên. Hắn không hổ là cường giả bậc hồn đế, chỉ với phóng thích vũ hồn ra mà cơ thể hắn đã là làm cao đến chừng là 2 thước. Trừ đôi tay ban đầu vốn là đã hơi thô thì lúc này cả người hắn cũng là trở nên cực kỳ là cường tráng. Chẳng qua hồn đế như hắn thua xa Mã Tiểu Đào và Đới Thượng Hành, chỉ cần nhìn hồn hoàn là có thể thấy rõ, một trắng hai vàng ba tím, ngay cả một hồn hoàn vạn năm cũng là không có. Thế này cũng là có nghĩa hồn đế là cảnh giới cao nhất của Thiết Lực, hắn vĩnh viễn là không thể đột phá đến cấp bậc là hồn thánh. Hai gã trưởng lão kia cũng là hoảng sợ, bọn hắn cũng biết là biết Đường Nhã là ai,
nhìn thấy bốn cái hồn hoàn trên ngực của Đường Nhã, rút lại đến áp lực từ vũ hồn làm nguyên thảo. Hai người bọn họ vội vàng phóng thích ra vũ hồn của mình. Tông chủ cẩn thận, vũ hồn của ả, đây là không phải là vũ hồn bình thường. À, giống như là đã cắn nuốt năng lượng của thiếu tông chủ, chẳng lẽ đây là tà hồn sư? Trường lão bên trái kinh hô, lúc hắn nói ra ba chữ tà hồn sư, sắc mặt đã là trắng bệch. Tà hồn sư có nghĩa là vũ hồn sư bình thường thế nào, chỉ có là tử vong. Toàn bộ tà hồn sư đều là có năng lực cực kỳ là đặc thù, có thể làm tốc độ tu luyện của bọn họ vượt xa hồn sư bình thường. Nhưng mà thần trí của bọn họ cũng là xa vào tà ác. Sau khi được 7 cái hồn hoàn, muốn tu vi tiến bộ đã là khó lại càng khó. Đường Nhã thật sự là một tà hồn sư sao? Đáp án là đúng. Lúc này Đường Nhã vừa sinh ra, ba mẹ cô đã là biết trong thân thể của cô ẩn chứa một loại thiên phú khác, thiên phú cắn nuốt sinh mệnh. Thiên phú này chứa đựng khí tức tà ác khổng lồ, nhưng nó có thể ẩn giấu, chỉ cần không chủ động xúc động, nó sẽ là không xuất hiện. Những ngày học tập ở học viện Sử Lên Khác đã làm cho Đường Nhã nhận ra khoảng giữa của mình và Bối Bối càng ngày càng xa, hy vọng khôi phục lại tông môn lại là càng xa vời. Cuối cùng, khi mà mọi người đến thành Tinh La tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái, cô đã quyết định kích phát ra tiềm thiên phú này của mình. Mỗi một lúc tan học, cô đều là lặng lẽ rời khỏi học viện đi đến mấy cánh rừng rậm rạp, phóng làm nguyên thảo của mình ra bên ngoài, tấn công mấy thực vật ở đấy, hấp thu sinh mệnh lực bên trong thực vật để tu luyện. Thực sự chứng minh, thiên phú cắn nuốt sinh mệnh của cô cực kỳ là cường đại. Dưới sự trợ giúp của thiên phú này, tu vi của cô ngày tiến ngàn dặm, nhưng mà vũ hồn của cô cũng là vì thế mà bắt đầu thay đổi, trở thành ám hắc làm ngân thảo như hiện tại. Ý chí của Đường Nhã rất là mạnh, cô biết nếu để làm ngân thảo cắn nuốt sinh mệnh lực và hồn lực của hồn sư, vậy thì tu vi của mình sẽ là càng tăng nhanh hơn. Nhưng cô trước sau vẫn là không làm như vậy, cô chỉ là muốn vực dậy đường môn, sau là có thể lạm sát kẻ vô tội đây. Mà đến tận hôm nay, khi mà cô vô tình bước đến nơi đường môn tọa lạc ngày xưa, sát khí luôn đè nén ấy lại là bạo phát. Khi tức tà ác bắt đầu khống chế thần trí của cô, thế nên cô mới ra tay, điên cuồng tàn sát ở Thiết Huyết Tông này. Mà khi cô dùng ám hắc làm ngân thảo giết chết và thôn phệ sinh mệnh lực của tên đại tử Thiết Huyết Tông đầu tiên, cô đang chính thức trở thành một tà hồn sư thực sự. Lê đối mặt với thiết lực là một tà hồn sư bình thường, nhất định hắn sẽ sợ hãi. Tu vi của tà hồn sư không hề suy xét bằng lẽ thường. Ví dụ như là tu vi của Đường Nhã chỉ là hồn tông, nhưng cô đã là có thể dễ dàng đánh chết thiết tướng. Có thể nhìn ra thực lực của cô đã là vượt xa một cường giả hồn tông bình thường, hoặc cũng có thể do con trai của độc nhất chết thảm, thậm chí là bị đè bẹp bởi làm ngân thảo kinh khủng kia, cả thi thể cũng là không còn, nên thiết lực càng chẳng biết sợ hãi nữa. Hắn rống lên một tiếng lớn, sau đó đánh móc vào sau gáy của Đường Nhã. Đặc điểm lớn nhất của ám hắc làm ngân thảo là càng đánh càng mạnh, Đường Nhã càng có thể thông qua đó mà hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực của kẻ địch để bổ sung cho bản thân. Lam Ngân Thảo lại là tự động lọc bỏ những thuộc tính khác biệt, đây chính là đặc tính của tà vũ hồn của cô. Không phải bất cứ tà hồn sư nào cũng là có tà vũ hồn mạnh mẽ. Tuy nhiên thì Đường Nhã và ám hắc Lam Ngân Thảo rõ ràng là chính là tuyệt đối, tiềm năng phát triển cực cao. Lúc đối mặt với kẻ thù, ánh sáng màu đỏ tím trong mắt của Đường Nhã như là muốn nhỏ ra máu, mối hận trong lòng của cô như là núi lửa phun trào. Hơn 10 nhánh Lam Ngân Thảo thô to nhất được là bao phủ một tầng huyết quang nhàn nhạt, tất cả đều là bay múa điên cuồng quấn về phía thiết lực. Cùng có vũ hồn Thiết Chí Hùng, nhưng mà thiết lực rõ ràng là mạnh hơn hẳn con trai của mình. Hai cánh tay cường tráng múa mái trên không trung, sự tác dụng tăng phúc của hồn hoàn thứ ba của tật làng cứng như là sắt thép. Ám hắc Lam Ngân Thảo với mỗi sắc như thế, vậy mà cũng là không thể cắn vào da thịt của hắn. Từng mũi nhọn kia không ngừng bị đẩy bật ra, khoảng cách giữa hắn và Đường Nhã càng lúc càng gần. Hai gã hồn vương đi theo hắn cũng là không nhàn rỗi. Hai người đó, một là hệ mẫn công, một là hệ khống chế. Vũ hồn lần lượt là Tấn Lang, là sói và roi, nếu đều là những vũ hồn vô cùng là bình thường. Cả hồn vương có vũ hồn trường tiên, tay cầm chiếc roi dài vùng mạnh về phía trước. Hồn hoàn thứ tư cũng là sáng lên, trên bầu trời liền xuất hiện ra một vòng sáng hình tròn chùm xuống người của Đường Nhã, tạo thành một cái lồng vây lấy cô. Mà kẻ có vũ hồn Tấn Lang lại là lặng lẽ đến gần Đường Nhã, bộ móng vuốt không chút do dự vung thẳng lên tấn công cô. Đối mặt với sự bao vây của ba người này, hơn nữa đây còn là tổ hợp hai hồn vương và một hồn đế, cho dù là Bối Bối hay là Từ Tam Thạch cũng là chưa chắc có thể an toàn thoát ra. Nhưng mà lúc này, sự mạnh mẽ của tà hồn sư đã được Đường Nhã bộc lộ ra hoàn hảo nhất. Các người đều để chết đi, chết hết đi. Đường Nhã ngẩng mặt lên trên trời hét to, hồn hoàn thứ tư trên người cô nhấp nhẹ ánh sáng. Đừng quên là hồn hoàn thứ tư này, cô có được là do khi Lam Ngân Thảo biến dị mang theo thuộc tính hắc ám, cũng chính là hồn kia đến từ một gốc cây có tu vi là 5.000 năm, đồng thời cũng là kỹ năng mạnh nhất trong số 4 kỹ năng của cô. Một tầng ánh sáng màu đỏ tím nhanh chóng
từ trên người của Đường Nhã khuếch tán ra bên ngoài, lấy cô làm trung tâm, phạm vi đường kính 2 thước quanh đấy để làm bị ánh sáng màu đỏ kia bao phủ. Ẩn trong vầng sáng ấy, dường như là có lốm đốm những vẻ gì đấy rất là kỳ lạ. Toàn bộ Lam Ngân Thảo đang tấn công, thiết lực cũng là lùi về trong nháy mắt. Chiếc soi dài từ trên không rơi xuống cũng là bị bắn ra. Ngay khi hồn đế Thiết Hùng, Thiết Lực và hồn vương Tấn Lang đến cạnh cô thì làn quả cầu sáng đấy màu đỏ cũng là bùng lỗ. Vô số nhánh Lam Ngân Thảo như là những mũi tên nhọn từ bên dưới chân của Đường Nhã bắn thẳng lên rồi lở rộ ra bên ngoài. Những Lam Ngân Thảo vô cùng là sắc bén ấy, giống như là từng làn sóng ấm, khuếch trương ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nháy mắt cả khoảng sân đã là bị ánh sáng màu đỏ tím này bao phủ. Các nhánh Lam Ngân Thảo vừa sắc bén vừa mang theo hơi thở cực kỳ là khủng bố, đã là bao trùm khắp mọi nơi. Một đoàn tấn công bất ngờ khiến cho cả ba người Thiết Lực vô cùng là kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời bọn họ tới một kỹ năng có phạm vi tấn công lớn như vậy. Lam Ngân Thảo cũng chỉ là một nhánh cỏ mà thôi, có ai ngờ rằng một nhánh cỏ tầm thường lại là có thể phóng xuất ra một kỹ năng mạnh như vậy. Hai gã hồn vương kia là người đứng mũi chịu sào, nháy mắt đã là bị Lam Ngân Thảo đâm trúng. Cả hai là bị cơn đau bất cờ bất ngờ ập đến làm tê dại cả người. Hồn vương Tấn Lang còn đỡ, vì hắn vừa phát hiện ra có điều bất ổn liền là nhảy lên. Lam Ngân Thảo chỉ là có thể vươn ra chừng là 2 thước, nên lúc này hắn chỉ là bị thương ở chân mà thôi. Còn vị hồn vương hệ khống chế kia lại là thảm hơn. Trong tích tắc cả người hắn đã bị Lam Ngân Thảo đâm trúng, hắn dốc toàn lực vận chuyển hồn lực mới là có thể đánh nát nhánh Lam Ngân Thảo đang cắm trong người của mình. Nhưng mà máu tươi phun ra từ người hắn cũng là bị những nhánh Lam Ngân Thảo bên cạnh hút sạch. Tích tắc sau đó, sinh mệnh lực cũng là cuốn trôi. Hồn vương Tấn Lang ấy thật sự là may mắn thoát được một kiếp sau, đáp án tất nhiên là không dối. Tuy hắn bị đâm vào chân nhưng cả người cũng là tê dại mà cứng đờ, cả người ngã xuống đất. Các nhánh Lam Ngân Thảo dưới mặt đất dường như là đèo xuống lại, điên cuồng tấn công hắn. Một thân tu vi là hồn vương, vậy mà không có cơ hội nào phát huy ra, cứ thế trôi đi. Đây cũng không phải là vì các hồn vương này quá là nhiều, mà là chủ yếu bọn họ bị bà chữ tà hồn sư dọa hết hồn mới là bị trúng phải kỹ năng mạnh mẽ này của Đường Nhã. Nếu không thì trong tình huống bình thường, cô tối đa chỉ là có thể làm cho hai người bọn họ mất đi sức chiến đấu. Lúc này thì với năng lượng cắn nuốt kinh người của hắc ám Lam Ngân Thảo, năng lượng của hai gã hồn vương kia tức thì liền hóa thành thuốc lỗ. Sau khi sử dụng kỹ năng này, gương mặt của Đường Nhã càng thêm tái nhợt, nhưng cũng là may cô đã là giết được hai gã hồn vương nên cũng là có năng lực bổ sung vào. Có điều thì lúc này cô đã là rơi vào tình huống vô cùng là nguy hiểm. Trên người của Thiết Lực không biết là từ lúc nào đã là được bao phủ một tầng ánh sáng màu dị xét. Hồn hoàn thứ 5 của hắn đã là lấp lánh ánh sáng. Các nhánh Lam Ngân Thảo đang cố gắng đâm vào cơ thể của hắn để là bị bắn ngược trở ra. Hắn bắt đầu di chuyển về phía của Đường Nhã, đôi tay cường tráng lệnh thẳng xuống đầu của cô. Kỹ năng thứ 4 của Đường Nhã tuy rất mạnh nhưng sau khi sử dụng sẽ là không thể di chuyển trong một khoảng thời gian. Người đi chết đi, Đường Nhã quát lớn. Từng tiếng leng keng không ngừng vang lên, hàng loạt ám khí từ khắp lưới trên cơ thể của cô bắn nhanh ra bên ngoài. Trên tay có là lóe lên ánh sáng lấp lánh của lòng tu châm. Cô biết rõ mình có mà may mắn thoát khỏi, nên việc duy nhất cô làm chính là kéo theo Thiết Lực cùng chết.